Nông Cơ Vũng Bự thân mến chào các bạn nha. Hôm nay Nông Cơ Vũng Bự mới về một chiếc xe rùa nha. Đây, xe rùa này gồm là nó có cabin hai cầu, tay lái trợ lực, có ben, hoạt động ok. Đây, quay sơ lược xe cho các bạn coi. Trong xe còn là mới nha, có mới luôn. Đây, trong vòng màu hết đây. Nó có gồm là 4 số nha, 2 tới và 2 dê, 4 tới 2 dê. Đây, 2 cầu, 4 cầu, ben. Rồi, hoạt động máy. Test xe cho các bạn coi. Xe rất là mạnh nha, tay lái rất là nhẹ, vừa bẻ mình vừa bẻ bánh luôn nha. Ben nhẹ nhàng luôn, ben lên sân vừa chạy về ben luôn. Ok, đây dàn máy đây rất là mới nha. Dàn thùng đồ còn rất ok. Có kèn có đèn đầy đủ nha, xi nhan đầy đủ luôn nha. Nhịp nhàng luôn, rất là mạnh. Đây, Nông Cơ Vũng Bự nhập từ Nhật về nha, bao hàng nghĩa địa luôn. Vô trong bên lên luôn ơi, vô trong bên luôn. Xiết số má ok hết, giỏi còn rất là đẹp nha các bạn, mâm mà còn trắng bóc luôn nè. À, ok, rồi đây xem sơ cái dàn máy nha, máy móc vỏ rất là đẹp, xe hoạt động tốt, máy xăng nha các bạn. Đây dàn phòng đồ ben ti ben đồ còn rất là đẹp. Đây dàn, nói chung dàn đồ thoát ra rồi còn rất là đẹp nha. Đây, số má ghế đồ kiến này đủ luôn, gạt nước luôn nha. Rồi các bạn nào cứ thích thì các bạn cứ gọi qua số điện thoại của Nông Cơ Vũng Bự nha. Số thoại là 0844 08 55 555 nha. Rồi ok, thân mến chào các bạn.